Kim Ngọc mãn đường. Khách sạn Điếu Ngư Đài. Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị ban giám khảo, trải qua thi đấu giao lưu đầu bếp toàn quốc suốt 3 tháng, hai vị đầu bếp cuối cùng đã lọt vào chung kết là đầu bếp Lưu Kiệt nhà hàng Dương Thành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, và đại diện cho Hồng Kông chính là đầu bếp Long Công Bảo của nhà hàng Lục Vũ Hồng Kông. Ba mục thi đấu do ban giám khảo đại diện bác phái quyết định. Mục đầu tiên là nấu gạo trắng, gạo số 2, gạo số 4. Gạo số 2 của đầu bếp Long là gạo dẻo nhỏ Thiên Tân. Thiên Tân vì thời tiết khô hanh, gạo là nắng gió tự nhiên phơi khô, gạo hơi cứng. Gạo số 4 của đầu bếp Lưu là gạo thơm Giang Nam, vì phía Nam nồng ấm, gạo phải dùng máy móc làm khô, lớp ngoài của gạo dễ bị dụng, nhưng nấu cơm thì rất mềm dẻo. Cơm của đầu bếp Lưu có một hương vị của lá sen, nhìn có độ mẩy, còn có một hương lúa thơm đặc trưng. Cơm của hai người đều rất ngon, nhưng cơm của đầu bếp Long bên trong có nhân sâm, ăn vào miệng có dư vị. Chúng ta chỉ dựa vào một loại dư vị, vì vậy điểm số có cao hơn. Người chiến thắng vòng đầu tiên là đầu bếp Long Côn Bảo. Mau kêu chồng tôi tới. Lượt thứ hai sẽ thi đấu hạng mục đao chương. Đầu bếp Lưu sẽ biểu diễn điêu khắc đậu phụ thất truyền từ lâu, bởi vì loại công phu này nhất định phải tiến hành trong nước. Vì vậy khi luyện tập cũng phải tiến hành trong tối. Bên này đầu bếp Long đang điêu khắc hình bát giác. Cái này khác với điêu khắc thông thường. Khí quán Trung Hoa. Đầu bếp Long khắc nên một trường thành thủy tinh. Thì ra hình bát giác quy tụ lại thành một tụ quang bồn, chiếc xạ mọi ánh đèn. Là ông Lưu Kiệt đúng không? Vợ ông đã xảy ra chuyện. Cổ nhập viện rồi. Cổ nhập viện rồi à? Có nguy hiểm không? Con của hai người có thể... Ông hãy vào bệnh viện đi. Nhưng tôi đang thi đấu mà. Ông lẹ lên. Mau qua bệnh viện đi. Kết quả vòng thứ hai là đầu bếp Lưu Kiệt chiến thắng với điêu khắc trên đậu. Lúc nãy là một đều, bây giờ là vòng thứ ba rất quan trọng. Đầu bếp Lưu với Quang Thang Hoàng Ngư, đầu bếp Long Côn Bảo với Hải Long Tranh Châu. Anh tới chưa vậy?
Hải Long Tranh Châu. Tôi bỏ cuộc. Là ông Lưu phải không? Vợ ông để lại một bức thư. Giữa sự nghiệp và em, anh đã đưa ra lựa chọn. Em cũng đã lựa chọn. Em không muốn làm vật đính kèm của anh nữa. Em cũng muốn theo đuổi cuộc sống của mình. Bảo trọng, A Kiệt. Chúc anh hạnh phúc. Băng Thường. Năm năm sau, Hồng Kông. Cuộc thi tuyển chọn đầu bếp khách sạn quốc tế Tinh Hoa Canada. Thật ra câu hỏi rất đơn giản. Chúng phải tìm hiểu nhiều đầu bếp một chút. Phải đó. Mỗi tháng cần nhiều như vậy, chắc chắn là do ảnh hưởng của di dân quay về. Kêu cậu làm mistake. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu bỏ cái gì vào nồi đó? Cái gì ở trỏng vậy? Cái gì? Ông còn nói bình gia vị này của các ông quá hạn rồi. Tôi đưa ông mấy trăm để đi thi. Ông đưa tôi một bình gia vị quá hạn. Ông coi ngày tháng đi. Bỏ đi bây giờ sẽ ăn thử cho điểm. Cái gì? Ăn thử cho điểm. Lưỡi to. Bình đó có bị quá hạn không? Người chiến thắng hôm nay lần lượt là số 8 đầu bếp Trần Cát, số 21 đầu bếp Lâm Cường và số 15 đầu bếp Triệu Cảng Sinh. Cảm ơn. Uống nhiều vào nha. Tư cách của cậu bị hủy bỏ rồi. Tôi có thể dọn dẹp không? Bây giờ ra ngoài kiếm sống phải tàn độc kiên quyết. Đừng có giống như tiểu đệ không có chí của tao. Nói tới là nói tới kìa. Coi bộ dạng của hắn coi. Anh xin ngồi đi. Anh xin ngồi đi. Anh xin gào quay. Anh coi anh đi. Không chịu làm đại ca mà đi làm đầu bếp. Có bị bệnh không? Nói tôi có bệnh thì là có bệnh thôi. Chú Toàn, chú giúp tôi đòi nợ cũng khá lâu rồi. Bây giờ tôi không muốn làm nữa. Tại sao? Bởi vì bạn gái tôi Momo sắp đi Canada rồi. Vì tôi muốn đi theo cổ, tôi đành phải đi học làm đầu bếp thôi. Như vậy mới có thể giữ mối quan hệ, phải không? Anh xin đừng làm hỏng lũ đó. Đây là 10 dạng. Lấy mà dùng đi. Chú Toàn, chúng ta làm ngày này đã hại bao nhiêu người. Tôi sợ sau này sẽ có báo ứng đó. Chúng ta đâu có dễ mà đổi nghề như vậy. Cậu làm đầu bếp làm thế nào? Tại sao không được? Đổi nghề được, tôi đã sớm đổi rồi. Chuyển sang làm thầy giáo mầm non đi. Ít nhất dạy không nổi tôi cũng có thể đánh. Cậu chém người giỏi nhất, giết gà giết vịt, hết bệnh thì tìm tôi. Tiểu Hào, anh xin hồi tâm chuyển ý rồi hả? Cậu nhớ trả 10 dạng này cho chú Toàn. Kêu chú ấy chùi sạch mông đợi ngồi tù. Anh xin. Anh xin, đi theo tôi làm gì? Anh muốn học nghề bếp, có sợ vất vả không? Nói quốc ngữ. Cậu muốn học nghề bếp, có sợ vất vả không?
Làm gì mà không vất vả? Không sợ vất vả thì cầm danh thiếp của tôi tới nhà hàng Mãn Hán tìm ông chủ, nói là tôi giới thiệu. Anh là ai? Tôi là Long Công Bảo của nhà hàng Lục Vũ. Mọi người hay gọi tôi là A Bảo. Chúc cậu may mắn. Long Công Bảo giới thiệu cậu tới sao? Đúng vậy, anh Phong. Có quen anh ta không? Đúng rồi, anh ta là ông chú họ. Ông chú họ. Nếu như quen biết, người ông giới thiệu tôi chắc chắn sẽ chào hỏi cẩn thận. Dạ, cảm ơn ông Âu. Đừng gọi ông Âu, muốn học nghề thì phải gọi sư phụ. Sư phụ. Tiểu tử này tới làm bếp hả? Kẻ đối đầu với anh Phong đặc biệt giới thiệu tới. Tiểu tử này chắc chắn sẽ sung sướng rồi. Nghe đây, người làm mới Long Công Bảo giới thiệu tới. Chào mọi người. Tiểu tử, qua đây. Cậu là người mới, chưa biết việc. Bắt đầu từ việc xếp thức ăn. Xếp thế nào? Dùng tay xếp. Thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu. 50 phần gà Cung Bảo, lẹ lên. Gà Cung Bảo tức là có gà. Hình như còn có lạc và tiêu. Ông chú, sau khi lấy đủ thì để ở đâu? À, hiểu rồi. Thịt gà, gà Cung Bảo. Không tồi. Tách chúng ra đi. Biết cách xếp nhất định phải biết cách chia. Nếu như khách muốn quỷ thì làm sao? Làm đi. Tôi đi vệ sinh. Anh cũng được đó. Mới tới hả? Tôi là con gái Âu Triệu Phong, Âu Gia Huệ. Tôi là Triệu Cảnh Sinh. Anh chưa rửa tay mà. Dùng tay kia đi. Ngôi sao sáng lấp lánh, sao đến rồi lại đi. Ông chủ các anh và con gái tại sao lại như vậy? Cái này là kích thích mỗi ngày. Con gái ổng không muốn làm ở đây, nên nghĩ cách chọc giận ổng đó. Thiệt là vô dụng, xếp thức ăn cũng không xong. Qua đây, qua hồ nước làm việc đi. Hải sản phải không? Tôi gọt qua quả rất giỏi, nhưng chưa từng làm cá. Vậy thì tốt, mang cá qua đây. Tôi muốn bái thần. Bái thần là quy tắc. 100 ký cá thì phải bái thần trước. 100 ký. Không đúng. Cá lớn như vậy mà giết sao? Chi bằng phóng sinh đi. Phóng sinh. Cậu đưa tôi 2 dạng, tôi sẽ phóng sinh. Nè, đưa cá cho hắn. Con cá đó từ lúc nào? Giỡn chút xíu thôi. Lão quỷ, không đồng giỡn với người ta. Coi lão thái thái đây là gà ốc trứng chắc. Cá này không được tươi cho lắm. Không tươi, cá này vừa mới vớt lên đó. Còn chạy lăng quăng nữa kìa.
Đỡ ta vậy. Ta bị chuột rút rồi. Mau bắt con cá lại đi. Đứng đó làm gì? Mau giúp bắt con cá lại đi. Vui lòng nói tiếng Anh. Ông cần giúp đỡ gì sao? Phải. Mau giúp đi. Được. Cô nói tiếng Anh với ba cô hả? Phải. Dù gì cũng không nói chuyện được nên nói tiếng Anh thôi. Sau này lên đài còn dùng nữa. Phải lưu loát chứ. Lên đài. Được rồi, được rồi. Cô biết bao nhiêu thứ tiếng? Tôi còn biết tiếng Pháp nữa đó. Không phải chứ. Phải mà. Oui, oui, papa. Ô, phi, 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 phi. Phi, phi, cái đầu tụi bay. Đi bắt cá lại đi. Ok, ok, no problem. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Về sau tôi sẽ không ăn cá nữa. Đừng sợ. Lần sau làm con nhỏ hơn nha. Tanh quá. Đây là cá gì vậy? Thiệt là hạ lưu. Nói cho rõ đi, kẻ hạ lưu là cá không phải tôi. Các người móc nối. Móc nối. Cô đi móc nối thử coi. Con cá này thông minh thiệt. Sắp chết cũng biết chạy thoát thân. Tiểu tử này thiệt khó chơi. Đụng tí thì mất toi hai dạng. Chính vì hai dạng này ta mới cần chăm sóc hắn. Tiểu tử thúi. Chú Nam, ông chủ sao lại căm ghét người mới như vậy? Ai biểu hắn là người của Long Cung Bảo giới thiệu tới? Vốn dĩ ông chủ ngồi chắc vị trí hội trưởng hội đầu bếp Hồng Kông rồi. Long Cung Bảo tới đã cướp mất. Anh xin. Đã nói với mấy người, đừng có làm ăn cho dây nặng lãi nữa. Ai lại to gan như vậy? Mang hết 10 dạng của chú Toàn cho dây. Hả? Anh xin, chúng tôi thấy anh học nghề bếp vất vả quá, muốn giúp anh gom tiền để anh di dân thôi. Tôi nghe nói Thâm Quyến có tàu đi Prana Úc, San Francisco, không cần giấy thông hành. Có cái này đỡ hơn nhiều đó. Dây nặng lãi để cho dây nặng lãi thật là tàn nhẫn. Các cậu biết cách tính tiền không? Cộng trừ nhân chia còn không biết. Cho dây. Anh xin à. Cái gì? Chúng tôi đã nói với chú Toàn rồi. Chúng tôi cho người ta 6 phần lợi tức, chúng tôi kiếm 3 phần thôi. Câm miệng. Trong vòng 10 giây không trả lời được câu hỏi, mọi người phải ăn nửa bình muối. Còn trả lời được, tôi sẽ ăn hết. Chơi luôn. Chú toán 10 dạng 3 phần lãi, lãi cộng lãi, lợi cộng lợi. Nếu trả chậm 2 tuần liền, các cậu nói phải thu bao nhiêu mới đủ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nói. 10, 16 phần lãi. Sai, cậu mượn 10 dạng, thực tế là 9 dạng. Vì vậy phải là 18.777 phần lãi, ăn đi. Anh xin. Hết muối rồi. Bột hồ tiêu được không? Được luôn. Hả? Hả cái gì? Ăn hết. Câu thứ hai, nếu người nợ tiền chậm 3 tháng hoặc tự sát rồi, không còn gì để đòi. Tôi thì không biết là các cậu lấy cái gì trả cho chú Toàn đây. Anh xin bột hồ tiêu nè. Nè, ăn hết bột hồ tiêu đi. Dù gì ở đây chỉ thiếu lưỡi bò muối tiêu thôi. Số nợ kia thu hồi được chưa? Đã hẹn thứ tư ở Phúc Lâm Cát. Làm có chuyện cũng lâu lắc. Quan 一的人不行
Tôi không nghe lầm chứ? Hát như vậy mà cũng biểu diễn được sao? Cái này có tính là câu hỏi không? Thôi đi làm việc đi. Nghe khó nghe như vậy không biết hát cái gì nữa. Chỉ bằng đem hát còn hay hơn. Né mặt chút đi. Phụ nữ đấu nhau không liên quan đến đàn ông. Gái của cậu lợi hại đó. Mới làm quen, xin chúc mừng. Tôi cũng chúc mừng anh. Thì ra anh Sinh thích chó lông xù. Nếu như chúng ta giúp được anh Sinh chiếm được cô này thì ảnh sẽ không đi Canada nữa. Chị dâu, làm quen với anh Sinh đi chị dâu. Làm quen cậu á, không phải chúng tôi làm sao mà chịu được. Quen cái đầu của mày. Đừng đi mà. Đừng đụng vào túi của tao. Mau gọi xe đi. Giờ cao điểm không gọi được xe. Có ăn cướp cũng phải gọi được. Tiểu Hòa, gọi hai chiếc xe tới đi. Giúp chị dâu mở đường. Thấy sao? Không kêu được xe, làm gì thảm vậy? Chỉ bằng tôi đưa cô một đoạn. Chỉ bằng tôi đưa cô một cước. Đừng làm chạy được không? Liên quan gì tới xe của anh? Lúc nãy cô nói không quen tôi mà. Bây giờ quen rồi đó. Nguy hiểm lắm đó. Làm vậy cho mát. Thôi đừng hát nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Được rồi. Chạy nhanh lên. Phía trước bị chặn đường rồi. Phải thắng gấp đó. Tôi chụp giúp anh.
buồn ngủ rồi, đi thôi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cái này cũng không chọc giận được ổng. Nhà đầu thúi, tức chết đi được. Vivi, chuyện đơn vị rồi. Nè Vivi, ông già của cô tăng chức cho tôi. Giúp tôi một chuyện đi. Cái gì? Tôi có một chuyện khó khăn. Giúp tôi rút một cái. Cái này. Tam qua. Tôi muốn hỏi anh, tại sao lại phải chia tay Phan Phan? Cô thấy cô suốt ngày càm ràm không? Cứ như sát thủ chuyên nghiệp vậy đó. Cô đúng là không được xinh lắm. Vì vậy anh không chịu nổi. Vẫn là thích mô mô đơn thuần. Mô mô hả? Một cô gái Nhật. Thực ra tôi cũng giống cổ. Đặc biệt là lúc mới ngủ dậy, mắt lờ đờ. Anh chắc là Tomokazu Mikamo hả? Tôi hỏi anh, không phải là Tomokazu Mikamo. Tôi không phải, nhưng lại thích làm quen khắp nơi. Anh đợi đó. Tại sao phải lấy cây trúc vậy? Lấy đại luôn. Cây trúc này tặng cho anh. Tặng trúc cho tôi làm gì? Tôi trước giờ không có phơi quần áo. Không phải, tôi muốn anh đi khắp nơi chung với tôi. Tôi không muốn ở lại mãn tháng. Tôi muốn tự do. Tôi thấy bọng mắt cô đã to lắm rồi, còn đi chơi nữa. Có điều tôi cũng khao khát một cuộc sống ổn định cùng với người mình thương. Cuối cùng đã có người hiểu mình rồi. Nè, tôi ở đây, anh đi đâu vậy? Tôi đi Canada. Tôi tìm thấy công việc đầu bếp rồi, cuối cùng đã ổn định. Cô cũng chăm chỉ ca hát, như vậy cuộc đời mới có mục tiêu. Anh bảo trọng đó. Thiệt giống Momo. Phía sau cô kìa. Đứng lên đi. Cô Âu, đừng có giỡn với trai nữa. Ra ngoài làm việc cho tôi. Đợi đã, con mặt mũi như vậy mà ra ngoài làm hay sao? Phải, không sao hết. Ông tiếp tục chơi đi. Lát nữa gặp. Bài của tôi. Rửa chén cũng làm không xong. Bây giờ tôi thăng chức cho cậu. Ra ngoài đi đổ rác. Không được đổ lung tung. Trả bài cho tôi đi. Tiểu thư à, mấy người? Tiên sinh mấy người? 10 người. Đã rõ, mời bên này. Mời qua bên này. Chị dâu giày của chị, xin mời. Alo. Sao không nói gì hết vậy? Alo. Alo, sao rồi? Tôi kêu cậu và A Công Thức thu hồi số tiền đó. Cái gì mà không được? Tôi phải đi làm mà. Không cần anh xin. Chúng ta đã hẹn hát quỷ xương và một đám anh em đàm phán ở Mãn Hán. Anh không cần phải đi nhiều. Mãn gì? Nhà hàng Mãn Hán đó. Cái gì? Không được. Anh Sương, bây giờ chúng tôi thu hồi 7 phần. Anh không có lý gì mà không trả. Chị dâu cậu đánh chị dâu tôi, 7 phần nợ dùng làm viện phí đi. 7 vạn đồng. Chị dâu cậu đâu có bị thương nặng như vậy. Hình như đang đàm phán. Có việc buôn bán là trò đùa sao? Mặt của con. Để thối tiền lẻ. Con đừng có chọc ba. Có người đang đàm phán bên đó. Báo cảnh sát đi. Không cần. Chúng tôi là tổ hình sự, đã theo dõi chúng rất lâu rồi. Cảnh sát, liệu có nổ súng không? Ông mua bảo hiểm chưa? Mua rồi.
thành rồi. Ông chủ, ai ra phục vụ chúng đây? Phải rồi hả? Chính là hắn. Tôi nghĩ ra người hy sinh rồi. A Sinh, ông chủ, cho cậu cơ hội học hỏi. Ra phục vụ bàn 9 bàn 10 đi. Anh Sinh, ông chủ, chuyện gì? Sương thiếu gia không phải vì mấy dạng mà làm lớn chuyện chứ. Bạn gái tôi mặc bị thương như vậy, cậu nói có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng hơn cảnh sát ở đây hay không? Có mang vũ khí không đó? Tôi không có. Có mang vũ khí không? Không có. Có mang vũ khí không? Không có. Không có. Có mang. Anh Sinh, để đâu rồi? Chết rồi. Tôi gồng tay với anh. Có ai mua bảo hiểm cho hắn chưa? Chưa có thì mua liền đi. Để tao đánh gục bạn trai cũ của cụ. Tao đếm tới 3, tao sẽ khiến mày thua tâm phục khẩu phục. Nếu như tao thắng, mày phải trả tiền cho anh em của tao. Nếu như mày thua, phải đưa thêm 7 dạng cho tao. Và xin lỗi bạn gái của tao. Được thôi. Mua thêm rồi. Một. Hai. Ba. Dừng lại. Bọn chúng chưa lấy vũ khí. Trả tiền. Tao nói một đền sáu trả tiền. Cuối cùng tao đã hiểu tại sao mày không cần con này rồi. Anh Sương, sao anh nói như vậy? Mang nó đi cho tao. Anh Sương, đừng mà. Đi rồi. Không đánh tới sức đầu mẻ trán được. Đầu cá sấu dưới mặt nước vẫn phải đi ra thu dọn mới được. Cẩn thận đó ông chủ. Cảm ơn. Đừng khách khí, anh trả tiền là được rồi. Tôi kêu cậu ra tiếp khách, cậu lại giật tay với người ta. Vô bếp làm đi. Các vị đại ca, tôi là ông chủ ở đây. Mời các vị chút điểm tâm. Đừng khách sáo, xin mời. Xin mời, xin mời. Mời dùng điểm tâm. Đừng nổ súng. Dừng lại đi. Ông cũng lợi hại đó, nổ súng trúng vào anh em của mình. Đi lẹ lên đi. Xin lỗi cảnh sát Trần, ông may mắn đó. Tìm người theo ông chịu tội. Lần sau nhất định dìm chết ông. Xin lỗi nha cảnh sát Trần. Ông giỏi lắm. Tìm người thay ông chịu tội đi. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giúp ông giải quyết. Yên tâm đi đại ca, tao không phải đại ca của mày. Đại ca, đại ca, đi thôi. Tôi đã nói với hắn rồi, đi đêm có ngày gặp ma. Đúng là không chịu nghe lời. Sư phụ, tôi không phải sư phụ của cậu. Thì ra Long Cung Bảo kêu cậu tới là muốn hại tôi không làm ăn được. Cho tôi cơ hội đi. Cút đi. Cũng may đuổi việc hắn, nếu không thì thảm rồi. Ông chủ, có khách tìm ông. Chủ tịch tập đoàn Siêu Phàm. Tôi là Âu Triệu Phong, có gì chỉ giáo?
Ông biết làm hãm hán toàn tịch. Đương nhiên, tôi học từ Chính Hưng Viên Tứ Xuyên đó. Đầu bếp Chính Hưng Viên tôi có biết, nhưng chưa từng nghe tên ông. Âu Triệu Phong. Thế gian này rất nhiều người nước đục thả câu. Tôi có thể qua coi nhà bếp không? Nhà bếp, ông có hiểu quy tắc không vậy? Các ông là ai? Nhà bếp không phải ai cũng vào được đâu. Chúng tôi là tập đoàn Siêu Phàm. Lát nữa sẽ kiếm ông. Để lại họ tên địa chỉ đi. Ông ta không phải muốn làm thịt bò xào khô chứ? Thầy tìm ẩn sao? Phải đó. Nhà bếp có hai khắc tinh. Một là thịt bò xào khô, một là thịt bò xào chua ngọt. Xào thịt bò khi lên lửa, nhiều dầu thì ngấy, ít dầu thì cháy. Hơn nữa, mỗi sợi mì đều phải tươi, đều vị. Xì dầu nhiều quá, vị sẽ nặng. Xì dầu ít quá, thì vị lại quá nhạt. Thịt bò phải chín, 6 phần qua dầu. Vị thịt sẽ ở lại trong thịt, rồi đảo thêm 2 phần trong nồi, thì sẽ thơm giòn thấm vị. Khi sợi mì lên bàn, quyện cùng với nhau, không quá nhiều mỡ và xì dầu ở trên dĩa, như vậy mới khô, không bị ngấy mỡ. Anh Phong, hắn làm gì vậy? Cách làm này của hắn, ngoài giữ lại được nguyên vị thịt bò, còn có hương thơm của nồi. Làm gì cũng làm mì xào bò khô. Hãy nếm thử món thịt bò xào giòn bì của tôi. Thơm quá. Vị ngon quá. Bì giòn ngọt vị, có hương thơm của rượu vang, thịt bò đậm vị, tay nghề giỏi. Chi bằng để tôi làm thịt xào chua ngọt cho ông nếm thử. Thịt xào chua ngọt, quan trọng nhất là nước dùng chua ngọt. Không được lấy đi vị tươi của thịt. Và lớp bì nhất định phải giòn. Bột năng. Ông chủ, hắn có phải quên bột năng không? Nên bây giờ mới bỏ vô. Hắn xử lý như vậy là không muốn bột lấy đi vị của thịt. Nước ép. Siro. Đá. Đúng là từng có người làm như vậy, nhưng không có nghĩa ông qua mắt được. Qua mắt? Tôi qua mắt kiểu gì? Tôi không thích những người lòe thiên hạ. Lần này tôi ngao du thế giới trở về, chính là muốn đưa Mãn Hán toàn tịch quảng bá ra thế giới. Ông bái tôi làm thầy đi. Bái cậu làm thầy? Ông dạy tôi cái gì? Dạy ông làm Mãn Hán toàn tịch. Phải coi thử ai có bản lĩnh. Ông đã từng làm Mãn Hán toàn tịch chưa? Hồng Kông có 2 lần tổ chức Mãn Hán toàn tịch, mà anh Phong chúng tôi tham gia 1 lần. Tham gia đó. Như vậy đi, chúng ta có 1 tháng chuẩn bị nguyên liệu. 1 tháng sau mở tiệc 3 tối. 3 tối phải có món chính khác nhau, bao gồm mùi voi, tai gấu, não khỉ. Mời các đầu bếp nổi tiếng thế giới tới đánh giá, coi ai mới làm được Mãn Hán toàn tịch đúng vị. Ông mà thua thì phải để lại cửa tiệm đó. Còn phải bái tôi làm thầy. Thì lớn vậy, 5.000 vạn. Không sai, 5.000 vạn. Tôi thua sẽ thua 5.000 vạn. Con số này đáng kiếm đó. Dám đấu với tôi không? Dám. Ủng hộ ông chủ, nhất định ủng hộ ông chủ. Nhất định sẽ thắng không sao đâu.
nhất định sẽ thắng mà. Đấu chứ. Đây là thỏa thuận ký đi. Nếu ngày 15 tháng Giêng mà thắng được tôi thì 5.000 vạn là của ông. Thế nào? Thì đấu đi, sợ cái gì ông chủ? Tôi sẽ đấu với cậu. Được, hẹn gặp lại. Cậu quay lại làm gì? Quay lại lấy nón không được sao? Lẹ lên, ở đây không có chỗ của cậu. Hôm nay cổ phiếu tăng bao nhiêu? Mua hết đi. Ông chủ, thương hiệu và tiệm Mãn Hán đáng giá 5.000 vạn sao? Với ẩm thực là vương quốc của người Trung Quốc, ta muốn xâm chiếm từng khu từng khu. Ta sẽ nhanh chóng có thể lũng đoạn thị trường ẩm thực cao cấp ở Hồng Kông. Khu này thương hiệu cổ nhất là Mãn Hán, vì vậy phải ra tay trước. Nhà hàng chúng ta đồng lòng, lần này thắng chắc rồi. Mọi người sẽ phát 14 tháng lương, thêm 15% lương nữa. Mọi người thấy sao? Được, tốt rồi. Có điều như vậy anh Phong à, tôi từ chức. Tôi cũng từ chức luôn. Không phải chứ, sao lại muốn từ chức anh Phong? Là như vậy, chủ tịch siêu phàm Hoàng Vinh nói nếu ông thua thì nhà hàng này giao cho tôi quản lý. Ngoài ra các anh em cũng có cổ phần 30%. Phải đó, cậu bắt tay với người ngoài hãm hại tôi. Đừng có nói như vậy, vì anh em thôi, ông thua đi. Phải đó, ông thua đi, không thắng được đâu. Chịu thua đi, bỏ cuộc đi. Anh Phong à, anh Phong, ông ngất xỉu rồi, làm sao bây giờ? Ông đang giỡn với chúng ta thôi. Con gái ông chọc ngày nào cũng được mà. Diễn kịch không à? Kệ ông đi. Sư phụ, sư phụ. Con xin lỗi. Con sẽ giúp ba cứu nhà hàng Mãn Hán. Ba nghe thấy chưa? Mãn Hán toàn tịch, Kỳ Lân Tố Thai, Nguyệt Ánh Linh Chi, Phúc Lộc Quyên Ương, Quyên Thâm như vậy, có gì dễ hơn nữa không? Cua lá sen, mình biết tráng trứng lá sen. Vậy lá sen đi. Tới rồi đây. Thông minh thì cắt cho ta hai lạng thịt. Đợi một chút, sẽ thả tụi bay đi. Chọn mày đi. Chọn mày. Phản kháng nè, cho mày chết. Ba quả trứng nữa. Sau đó, hai thìa xì dầu, chút muối. Sau muối thì là trộn đều lên. Gói lại, nhất định sẽ được thôi. Sao không được vậy? Sao lại như vậy chứ? Cháy rồi. Phải làm sao đây? Mày nói mày giống cái gì? Sao có thể giới thiệu bạn bè ăn được? Chi bằng chúng ta tìm người giúp. Tìm ai? Ai sẽ giúp chúng ta? Long Công Bảo của nhà hàng Lục Vũ.
Có biết Mãn Hán toàn tịch học bao lâu không? Có biết là hai người không làm được Mãn Hán toàn tịch không? Mãn Hán toàn tịch là cái gì? Có biết không? Thực đơn của Mãn Hán toàn tịch có tất cả 108 món, chia làm 3 ngày 3 đêm, 6 dòng yến tịch, là tập hợp các món ngon ở Đông Nam Tây Bắc toàn quốc, là tinh hoa ẩm thực thần châu. Năm đó người Mãn nhập quan thống trị người Hán. Trên quan trường hai tộc Mãn Hán phân biệt cao thấp, ngày ngày tranh đấu. Về sau để xóa bỏ sự bất hòa này, Hoàng đế Khang Hy tổ chức đại thọ 60, lần đầu tiên cùng bày món ăn người Mãn và người Hán trên cùng một bàn tiệc, để bá quan Mãn Hán cùng thưởng thức. Bởi vậy mới có tên Mãn Hán toàn tịch. Sau cách mạng Tân Hợi, đầu bếp cung đình lưu lạc nhân gian, bày biện phản thiện phản trai. Hậu nhân được truyền lại vì bất hòa, lại chia thành nhiều phái khác nhau như Triệu phái và Ngưu phái. Sau đó phát triển thêm, họ Hoàng của tập đoàn siêu phàm tới thách đấu là Ngưu phái, còn ba cô là Triệu phái. Anh Long, anh là phái nào? Thật ra, tôi không biết làm Mãn Hán toàn tịch. Không phải chứ. Nhưng yên tâm đi, tôi biết một người làm được Mãn Hán toàn tịch ở Quảng Châu. Ở Quảng Châu sao? Đúng là Quảng Châu. Quảng Châu. Cá trôi đen, đậu nguyên hạt. Tiên sinh, Liêu Kiệt sư phụ có ở đây không? Ai vậy? Liêu Kiệt sư phụ. Ông chết lâu rồi. Chết rồi sao? Làm sao bây giờ? Anh Kiệt, trên này có hai cái bao tiền. Kêu người coi là cái nào? Sao không có tiêu chuẩn gì hết vậy? Ông là anh Kiệt đó.
đi kiếm công tắc đèn. Ổng nặng quá. Thì ra là kẻ háo sắc. Ông ta tỉnh lại tôi nhất định không được yên rồi. Cô còn ngắm gì nữa? Làm gì vậy? Đỡ lấy ổng đi. Ổng nặng quá. Đây đã, tôi kiếm cái gì đỡ. Tôi không đỡ nổi nữa rồi. Ráng đi. Sao rồi? Liêu Kiệt sư phụ vinh dự đạt đầu bếp đệ nhất lần thứ 18. Thì ra ổng là đầu bếp đệ nhất thiên hạ. Đừng nói ra người tôi. Bộ này mắc lắm đó. Tôi hát rã họng mới mua được đó. Người thì tìm được rồi. Có điều ổng kỳ lắm. Không được như ông nói đâu. Ý nói là ông ta rất điên, có biết không? Ông già này phải làm sao đây? Hả? Cái gì? Vẫn cần chúng tôi kiếm người. Thực ra chúng tôi kiếm cô lâu rồi. Cứ nghĩ cô ở Nhật Bản. Về sau Shenzhen Mansui mới. Biết ra thì cô ở Thượng Hải. Anh cứ nói tiếng Quảng Đông đi, tôi nghe được. Điều tra. Tôi là phó giám đốc công ty bất động sản Đông Hoa Triệu Cảng Sinh. Danh thiếp này là tôi đưa cho anh. Ngại quá. Đây là bản đồ chúng tôi phát triển. Tuy không được như phố Đông Thượng Hải các cô, nhưng cũng là khu thương mại, có khách sạn, khu chơi golf, trường đua, thậm chí có chỗ mai táng nữa. Anh cầm ngược rồi. Tôi là muốn cho cô tiện coi. Công ty chúng tôi coi trọng môi trường. Có, chúng tôi có khu trồng trọt thủy cảnh, còn có khu bảo hộ tự nhiên. Chỗ này có mấy chục mét vuông, xây dựng được bao nhiêu chứ? Cô đừng có hiểu lầm. Khu vui chơi này chẳng qua là nơi hồ quá nghiệp thôi. Còn nữa, chúng tôi còn chuẩn bị xây nhà máy điện và hồ nhân tạo, chính là Artificial Lake. Cảm ơn, Liêu tiên sinh có đó không?
Bên này. Đó kìa. Anh thấy rồi sao? Bên đó đó. Có chuyện gì? Có người ăn cướp trên lầu 3 kìa. Mở cửa đi, có ai không? Mở cửa đi. Có ai không? Tôi đưa người tới gặp ông, mở cửa đi. Chính là cô gái tóc đỏ. Cô ta cướp túi xách của tôi. Nhanh lên. Căn nhà này. Đúng rồi. Sao anh biết căn này? Tôi đoán. Mở cửa. Mở cửa đi. Tôi có điện thoại di động. Hay là gọi đồn cảnh sát kêu thêm vài người tới. Được đó. Đa tạ đồng chí. Đồng chí cảnh sát, tại sao lại đập cửa nhà tôi? Có trộm vào nhà. Vậy sao? Ở đây là ký túc xá. Đương nhiên có nhiều người ở, sớm tối là người khác nhau. Mau lên. Mở ra đi, nhanh lên. Ông ta không phải là kẻ trộm. Tìm xung quanh đi. Người này làm tường nhà tôi thành như vậy. Trả lại vợ cho tôi. Anh chẳng thay đổi chút nào. Em vẫn luôn đợi anh. Đợi anh 5 năm liền. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Có chuyện anh chắc chắn sẽ vui. Em còn giúp anh nuôi con nữa. Vậy sao? Con chúng ta ra đời chưa? Cậu cố ý đưa tôi tới gặp ông ta sao? Không phải chúng tôi hy vọng cô động viên ổng tái xuất giang hồ, làm lại mãn hán toàn tịch. Cô biết cả nước này có bao nhiêu người làm được không? Chuyện ông ta không liên quan tới tôi. Coi như thương hại ông ta đi. Ông ta từng nói không thích người khác thương hại. Cô không phải bạn bè bình thường, cô là vợ ổng mà. Trong mắt ông ta không có người thứ hai. Có lần đẩy tôi vào trong núi, ông ta cũng không biết tôi rơi ở đâu. Cuối cùng nói rằng tôi phải leo lên bằng chính bản thân. Hôm nay cũng vậy. Người có thể cứu ông ta chỉ có mình ông ta thôi. Đừng sợ, đừng sợ, nhắm mắt lại. Tôi cứu cô. Nhảy xuống đi. Không được, tôi sợ độ cao. Đừng sợ, dũng cảm lên. Được rồi. Dũng khí của tôi có rồi. Tôi nhảy nha. Đừng có nhảy. Ở đây có một lỗ hổng. Không phải chứ. Bây giờ kêu tôi đừng nhảy, giỡn mặt sao? Dũng khí của tôi tới rồi. Giờ làm sao đây? Chính cô ta cướp túi xách của tôi. Anh kêu cổ đừng có nhảy. Tôi đi cứu cổ. Xuống đi, đừng sợ. Nắm chặt vào. Để tôi giúp cô. Cẩn thận đó. Bám lấy tôi. Nắm chặt vào. Nè. Dùng hết sức đi. Chết rồi, rách áo rồi. Đừng có túm quần tôi. Xin cô đó. Đừng mà, đừng mà. Không sao rồi, không sao rồi. Tiếp đất an toàn rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi quen nhau, không sao đâu. Xin lỗi sếp. Cảm ơn ông chủ. Chúng tôi tới thay thầy Liêu Kiệt. Ông phải tới Hồng Kông làm việc. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn ông chủ. Thầy Liêu, cuối cùng ông đã trở lại rồi.
đồng nghiệp ngành ẩm thực Cửu Long Hồng Kông, cùng tới đây chào mừng ông. Tôi đại diện nhà hàng Tây Bắc. Tôi đại diện nhà hàng Phú Đô Thành miền Trung. Tôi đại diện nhà hàng Túy Tiên. Tôi đại diện nhà hàng Lầu Thượng. Tôi đại diện nhà hàng Đế Quyển. Tôi đại diện Kim Long Cát. Tôi đại diện khách sạn Long Đảo. Tôi đại diện nhà hàng Ngọc Thiện. Tôi đại diện Hoàng Đình Cát. Thật là ngưỡng mộ. Tuy tôi rất thành công trên thương trường, nhưng chưa từng có nhiều đồng nghiệp khích lệ như vậy. Tôi đại diện Mãn Hán Lầu. Tôi là Mãn Hán Lầu đại biểu. Tôi có giống Momo không? Cắt tóc đi. Còn đổi tóc giả nữa. Tôi sợ tóc đỏ giống thịt sườn chua ngọt thôi. Vậy còn bây giờ? Nấm hương theo mùa đó. Mao Đài nè, Liêu sư phụ, tôi mở cho ông. Liêu sư phụ, chúng tôi đợi rất lâu. Món quan thang hoàng ngư. Đạo pháp như thần. Phải đó. Chắc là ngon lắm. Canh trân châu. Mặn quá. Đắng quá. Tanh quá. Tại sao lại như vậy? Để tôi thử. Khó ăn quá. Mặn quá vậy. Trình bày đẹp. Trình bày đẹp. Anh Liêu, anh hình như còn nhớ cách dùng dao nấu ăn, nhưng lại quên cảm giác điều gì. Tại sao lại như vậy? Ông có khả năng mất trí nhớ quá lâu, lại thêm uống nhiều rượu quá. Thể năng và ngũ giác đều bị lão quá. Vì vậy, nhất định phải huấn luyện lại cho ông. Ngũ giác, đầu tiên chính là vị giác. Coi lưỡi thử coi, ông uống quá nhiều rượu, vị giác đã bị tê rồi. Phải không ngừng dùng nóng lạnh kích thích dị lôi, để dị lôi thu lại căng ra. Khôi phục tuần hoàn máu, rồi dùng 82 loại vị cực đoan khác nhau để kích thích vị giác của ổng.
Nằm im nha. Sao không có phản ứng? Đau quá. Làm đầu bếp lưng chắc chắn phải chắc, đặc biệt là phải đứng lâu, nhất định chân phải có lực. Tiếp theo phải rèn luyện khứu giác. Đầu tiên phải làm sạch ổ mũi. Sao bên trong lại dơ quá vậy? Sau đó cho ổng dùng khí sạch để hít thở thông suốt. Thoải mái quá. Ai thỏa bom vậy? Xin lỗi là tôi, nhưng mới chỉ nghĩ thôi, chưa có thả bom. Trừ khi khứu giác của ổng đã trở lại bình thường, đạt tới cảnh giác cao nhất rồi. Không đúng, không đúng. Là tôi tự thả bom. Thứ ba, thị giác. Trong quá trình nấu nướng, nhất định phải nhìn thấy nguyên liệu thay đổi. Vì vậy nhất định phải huấn luyện sự quan sát tỉ mỉ. Trong phòng đầy khói thức ăn, chìa khóa ở bên trong, tìm thấy thì có thể mở cửa phía sau. Mở máy hút gió, đổ tất cả vào, xong chết ổng đi. Cậu để ở đâu rồi? Chìa khóa ở đâu? Nhiều hành tây như vậy mà không xong chết ổng hả? Coi chừng ổng xỉu đó. Chìa khóa đâu rồi? Chìa khóa đâu? Ổng vẫn chưa chết. Vậy phải làm sao? Tôi không chịu nổi nữa. Bỏ quyền đi, đi bên đó. Cửa ở đâu vậy? Cứu mạng. Cứu mạng. Ông già đó không động tĩnh gì hết. Có khi nào ông xỉu rồi không? Cứu ông đi. Liêu sư phụ thiệt là giỏi. Nhanh chóng khôi phục thị giác, sớm ra ngoài rồi. Các cậu ở trong đó lâu vậy? Thời gian huấn luyện phải tăng thêm rồi. Bây giờ dùng châm cứu, tăng cường độ mẫn cảm của thính giác. Anh nói cái gì? Cô nói cái gì? Tôi có nói gì đâu. Tôi thấy miệng anh cử động thôi, nhưng không nghe được anh nói gì. Thầy Long, có phải thầy châm cứu làm cổ ngốc rồi không? Sột soạt, nghe tiếng gì không? Kênh Kinh Tế 1, bây giờ là kênh Kinh Tế 2 rồi. Ổng có thể lắp anten rồi. Là Lê Minh, không phải Trương Quốc Vinh. Ảnh Momo của tôi đâu? Nè. Anh không được xé của tôi. Để tôi tự xé. Đừng đi. Tiếp tục đi. Nhìn cái gì? Bây giờ ngũ giác của ông đã khôi phục hoàn toàn, nhưng cơ thể này chưa có linh hồn. Xin lỗi, tôi tới trễ. Nghe có hiểu lời tôi nói không? Tôi nghe thấy. Cái mà gọi là linh hồn chính là trái tim của ông. Là cái gì? Cậu nấu một món ăn là hy vọng người khác ăn ngon lành. Vì vậy trái tim này rất quan trọng, có biết không? Bên ngoài có người gây chuyện, nhanh lên. Long Công Bảo ở đâu? Tôi không biết. Không biết sao? Tôi chỉ làm thuê thôi. Làm thuê.
Làm thuê mà ăn mặc lịch sự như vậy, nói dối. Đừng có giỡn mặt nha. Đứng im. Để tôi. Các người bị thương mà, tham gia thi đấu sao được. Cậu dẫn Liêu sư phụ về nhà, mau báo cảnh sát đi. Cảnh sát, tôi chưa bao giờ báo cảnh sát. Gọi 3 số 9 đi, lẹ lên. Không phải chứ. Về đi. Cảm ơn các vị. Có chuyện gì ra ngoài nói được không? Đây là chỗ tôi làm ăn. Mày nói cái gì? Thằng khốn. Long sư phụ, uống ly trà đi. Bà rồi, bà con rắn, rượu gạo, bia Nhật, hồng cao lương. Dùng hồng cao lương đối phó với lũ khốn nạn này. Cho vay nặng lãi hả mày? Ai gọi điện báo cảnh sát, có đánh lộn vậy? Là tôi. Ở đây mọi chuyện đều do tôi gây ra. Theo tôi về lấy khẩu cung đi. Có dám cá cược với tôi một lần không? Nếu như ông thua thì cả đời phải tới Mãn Hán rửa chén. Được. Nếu Mãn Hán mà thua thì tôi sẽ lấy cái tay phải của cậu nướng lên để ăn. Tôi đã chuẩn bị giấy tờ rồi. Ngày mai ký tên đi. Được, nói lời phải giữ lấy lời. Chủ mưu ông là ai? Bỏ tay ra. Đưa chai cao lương đây. Nếu không tôi tố cáo ông đó. Trứng hấp, cá hấp, giá xào, canh mọc thịt heo, thanh đạm, còn có súp nữa. Trước kia em nấu cho anh ăn. Nhiều năm rồi em chưa ăn cơm rang. Lúc trước anh cũng nói em nấu không ngon. Được ăn đồ ăn vợ nấu là ngon nhất. Chưa chắc là hạnh phúc. Bởi vì sau bữa ngon, em có ăn gì nữa cũng cảm thấy không có vị. Em vì công việc mà nhiều năm thức khuya quên ăn. Ăn không đúng bữa. Anh lâu rồi không được ăn đồ em nấu. Em làm ăn kinh doanh, lúc nào cũng căng thẳng. Dạ dày không tốt, em đã không ăn thịt, chuyển sang ăn chay rồi. Tại sao em lại ăn? Em muốn ăn đồ ăn ngon, để tìm lại cảm giác. Vì em, anh nhất định phải làm Mãn Hán toàn tịch. Vì em, anh nhất định sẽ làm được.
Quá tuyệt vời. Chụp nè, cẩn thận đó. Cẩn thận. Đây nè. Trả lại anh nè Momo. Tôi tưởng cô đốt rồi. Tôi không có ác như vậy. Nhưng anh lại xé hình của tôi. Tôi xin lỗi. Rốt cuộc là người quan trọng hay là hình quan trọng hơn? Cả hai. Nếu người ở trong tim, cho dù ảnh bị đốt rồi cũng không mất được đâu. Chúng ta không thể đốt hình của người ta. Ghen tị sao? Tấm hình này. Các vị khách quý, mãn hán toàn tịch lần thứ 3 của Hồng Kông chính thức bắt đầu. Hình thức thi đấu lần này là so tài món chính 3 ngày liên tiếp do Âu Triệu Phong của nhà hàng Mãn Hán so tài với Hoàng Vinh của tập đoàn ẩm thực Siêu Phẩm. Thành viên ban trọng tài chúng ta bao gồm truyền nhân đời thứ hai của người sáng lập phòng hiện thực trang Trung Quốc, Hầu Hiếu Thiên tiên sinh, còn có tổng cố vấn Hiệp hội ẩm thực Hồng Kông Đào Bổng tiên sinh. Người thứ ba là đại sư Hán học Nhật Bản, ông Dagoro Sochiku. Giám khảo sẽ cho điểm dựa trên 5 phương diện sắc, hương, vị, ý, hình. Văn tiệc ngày đầu tiên là Long Môn Yến. Hội trường đã bày biện thực đơn của hai bên theo Long Môn Yến, bao gồm 18 món chính. Món thi đấu ở vòng đầu tiên là món ăn nổi tiếng đặc biệt nhất trong 3 tiệc tai gấu. Món ăn tôi làm là đạp tuyết tầm hùng, sử dụng tai gấu của gấu trắng Bắc Cực. Nhìn bộ dạng có gì ngon đâu. 3 ngày trước tôi đã ngâm tai gấu cạo lông, sau đó dùng gừng già, hành mềm, rượu giang pháp hầm 6 tiếng, sau đó róc xương. Xuyên thớt. Mong cho hắn làm rớt tay gấu xuống đất. Hắn đang làm gì vậy? Hắn không theo công thức. Đây có phải là cách massage mới nhất không? Súp cá tầm. Lâu rồi không có người dùng cá tầm nấu canh. Đúng là bát canh thiên đỉnh, vua của các loại canh. Con cá 30 cân nấu ra một bát canh, đâu chỉ là canh thiên đỉnh mà là canh thiên thượng rồi. May là có cô, không ngờ có thể tìm được nhiều nguyên liệu như vậy. Thiệt khó đối phó. Ống châm. Cái tôi đang bơm vào là nitơ lỏng tuyệt đối an toàn, không hề ảnh hưởng tới tay gấu. Hắn chỉnh hình cho tay gấu hả? Lúc nãy dùng quá sức, bây giờ tim giảm đau. Hắn chê không lớn bằng của tôi nên nâng ngực cho nó. Đáng cười sao? Tôi đang rất căng thẳng. Thả lỏng một chút đi. Cá tầm là cực phẩm trong dòng cá mình đen. Dùng nitơ lỏng giúp nó phồng lên dưới nhiệt độ cao, tạo thành áp suất. Canh bị hút vào trong tai gấu. Nâng lên thiệt kìa. Lớn thiệt đó. Là loại dược thủy gì? Vậy mà cũng được. Về sau sẽ không thiếu nhân nữa. Cấp đông âm 10 độ. Dùng lê đông đá khắc qua.
điêu khắc tinh xảo, dùng trang trí dĩa, cao nhã đẹp mắt. Tai gấu đã cấp đông xong. Đây là đạp tuyết tầm hùng của tôi. Ba vị giám khảo có thể bắt đầu thưởng thức. Tai gấu cấp đông trên canh, tươi ngọt vào miệng, thiệt là phong phú nhiều tầng. Tai gấu hấp thu vị tươi của cá tầm, đúng là cá và tai gấu được cả hai luôn. Đi kèm là qua lê, làm dịu vị tanh, thể hiện sự đặc biệt của món ăn, cho người ăn cảm giác đang ở trên núi tuyết. Bây giờ bắt đầu cho điểm. Vòng tròn là điểm cộng, chữ X là điểm trừ. Nếu người có nhiều vòng tròn về sắc hương vị ý hình thì người đó thắng. Các vị giám khảo hãy cho điểm. Ông Đai Câu Rô, tối đa. Ông Hầu, tối đa. Ông Đào, tối đa. Điểm tối đa. Chúng ta cùng lắm là quà. Cố gắng mà làm. Các vị, bây giờ tôi sẽ làm nhất chưởng càn khôn. Tôi sử dụng tay gấu đen Đông Bắc. Nấu tai gấu chỉ có om đỏ, om vàng và om trắng. Cách tôi dùng là chưng. Chưng có ngon không? Các vị, bây giờ tôi dùng sáp ong tự nhiên trên núi. Bây giờ khắc bí đao. Mây bay trong dĩa. Tới lượt tôi bày, tôi dùng gan chim yến làm thành tổ trang trí. Bây giờ tôi dùng tai gấu đã chưng xong, bỏ thêm huyết yến vào trong. Huyết yến cực phẩm quyến sầu. Tai gấu hấp mật ong, chảy vào trong yến sầu. Quả nhiên là cao thủ. Các vị giám khảo, nhất chưởng càn khôn. Mật ong được vị tai gấu giữ lại. Thơm, rất là thơm. Đúng là hương vị tuyệt vời. Ban giám khảo có thể cho điểm. Ông Đào tối đa. Ông Hầu tối đa. Không ngờ vòng đầu tiên lại hòa. Hòa rồi. Bọn họ có biết ăn không? Còn nói giám khảo có phẩm gì? Phải đó. Mãn Hạn
mãn hán toàn tịch. Đêm nay là Long Môn Yến. Cái ông người Nhật có ý kiến. Vì vậy cá tầm long, tay gấu đông của đầu bếp Hoàng đúng là vô địch ẩm thực. Ông ta biết ăn. Nghe ông nói đi. Ông người Nhật đó nói cái gì vậy? Nhất định có vấn đề. Tay gấu là món thứ 6 trong thực đơn. Món thứ 5 chính là cá. Nhưng theo thứ tự thực đơn mà nói, hai món ăn đều là cá thì trùng lập. Do đó, bên thắng hôm nay là nhà hàng Mãn Hán. Đồ bán nước. Người chiến thắng vòng 1 là Mãn Hán. Vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Tối ngày mai thi đấu về ngà voi. Vòng thứ 2 bắt đầu. Tối nay tôi sẽ làm lực bạc sơn hà. Ngà voi của tôi là hàng từ Thái Lan. Đã dùng thất bảo hầm qua. Sau đó tôi sẽ dùng cách om đỏ để xử lý. Lại dùng ngỗng chim nhạn để hầm thanh. Ông chủ cắt móng tay đi. Bây giờ tôi dùng ngà voi đã om đỏ. Sao lại như vậy? Lửa không đủ lớn. Khi chúng ta thử cũng là mức lửa này. Hình như không đủ lửa. Cháy rồi. Dập lửa đi. Dập lửa. Các vị, tối nay tôi sẽ làm ngà voi phú quý. Đây là ngà voi cấp đông sắp được chế biến. Nửa tháng trước dùng phô mai bọc kín lại. Bây giờ thịt của ngà voi mềm hơn ngà voi mới. Tôi sẽ dùng một loại chưng hấp mà các vị chưa từng thấy để làm ngà voi này. Chính là om trắng. Tại sao khăn giải lại bắt được lửa? Nhất định có người tẩm rượu trên khăn. Tay mọi người có sao không? Không sao. Tiếp tục thi đấu. Tôi không thể dùng đao được nữa. Cô giúp tôi đi. Tuyệt đối không được chơi dao. Dạ. Nhân sâm tự nhiên hầm gà kết hợp với miếng ngà voi mềm. Cắt xong chưa? Cho ngà voi vào trong nồi áp suất. Tập trung tinh thần, đừng để ý người khác. Tiêu rồi. Ngà voi phú quý đã hoàn thành. Xem đây, phú hải phiên đằng, quý khí hoành thiên, hoàn hảo không sai sót. Bởi vì mãn hán không thể hoàn thành, vì vậy vòng thứ hai người chiến thắng là đoàn ẩm thực siêu phàm. Xin lỗi, tôi biết cho dù nói ngàn lời xin lỗi cũng vô dụng. Ngon thiệt đó. Chắc chắn ngon hơn ngà voi om trắng của Hồng Chinh. Thịt rất tươi, ăn vào thấy giòn.
Mọi người tập trung tinh thần, chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai. Ngon lắm. Rất ngon. Thế nào? Ai ra tay? Đau mày lâu như vậy mà vẫn chưa xong. Để tôi giúp cậu. Chìa khóa ở đây. Nhưng giết khỉ sẽ bị báo ứng đó. Vậy phải làm sao? Không lý nào lại bỏ cuộc. Từ bỏ là thua đó. Nó dễ thương như vậy mà các người giết nó sao? Các người không thấy tàn nhẫn hả? Cô hôm qua bắt khỉ còn hào hứng lắm mà. Lúc nãy không tàn nhẫn không được. Đưa dao cho tôi. Các người không làm thì tôi làm. Đợi đã. Làm gì? Cô muốn làm hả? Đừng khách sáo. Nhưng đợi tôi ra ngoài, mọi người hãy làm. Tôi đi với cô. Tôi đi vệ sinh. Một mình anh làm được không? Tốt lắm. Không thành vấn đề. Sau hai vòng thi đấu, hai bên tạm thời hòa. Vì vậy, món não khỉ tối nay sẽ trở thành vòng quyết định thắng thua. Mời đại diện hai bên. Mời đại diện nhà hàng Mãn Hán. Tôi đại diện nhà hàng Mãn Hán. Xin hỏi ba vị giám khảo, cuối cùng bắt đầu thi chưa? Thời gian thi đấu tới rồi. Nếu như Mãn Hán không xuất hiện trước khi thầy Hoàng Vinh hoàn thành, coi như bỏ thi. Bây giờ chính thức bắt đầu. Tôi sẽ chế biến món tề thiên đại thánh qua quả sơn. Não khỉ có chứa nhiều axit amin phong phú để duy trì được độ tươi ngon. Vì vậy tuyệt đối không được nấu quá lâu. Nhược điểm của nó là chứa nhiều mùi động vật. Để trung hòa lại mùi này, tôi đặc biệt chọn dây thiên cửu phối hợp. Thật ra di cá cũng có không ít vị tanh, có điều lại khó mà cảm nhận được. Nó sẽ khiến người ta nghĩ tới sự tàn ác. Nhiều người thành công đều thích ăn di cá, tôi cũng vậy. Tôi bỏ di thiên cửu vào chao dầu. Có thể dung hợp vị tanh của não khỉ và vị tanh của di cá. Chỉ cần sử dụng bột răng cá mập này. Tề thiên đại thánh qua quả sơn. Hoàn thành. Ba vị giám khảo, hãy thưởng thức tề thiên đại thánh qua quả sơn của tôi. Một mùi vị nguyên thủy có giả tính. Hương vị não khỉ lại thêm di cá nhuấn khẩu. Tuyệt nhất thiên hạ. Tối đa, tối đa. Còn phải nói, đương nhiên là điểm tối đa. Còn nữa không? Món tề thiên đại thánh này đúng là tuyệt tác. Nhưng món não khỉ này, Hầu tiên sinh, không cần do dự nữa. Ông nói gì cũng vô dụng. Chỉ có tôi đơn phương thi đấu. Bây giờ chỉ còn 5 phút. Mãn Hán cho dù thế nào cũng không kịp đâu. Sai rồi. Não khỉ chính hiệu, nhất định phải ăn tươi. Vì vậy chỉ có 3 phút đồng hồ làm ra. Kim thanh quả hầu. Các vị, ăn tươi thực ra không cần chế biến gì. Bởi vì chủ yếu nhất là cảm nhận vị tự nhiên của nó. Thêm dầu chao lên là có thể ăn được rồi. Kim thanh quả hầu, mời ba vị giám khảo thưởng thức. Dân tộc Nhật Bản chúng tôi chuyên ăn tươi. Nhưng bất kỳ loài cá nào cũng không được một phần của não khỉ. Tôi thấy đây không phải là bình thường. Là mi hầu trên núi tuyết. Hoặc là khỉ sáu tai ở Himalaya. Ăn 3 ngày Mãn Hán toàn tịch.
Tôi cho rằng ngon nhất chính là não khỉ chao dầu này. Các ông thấy sao? Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mời ba vị giám khảo cho điểm. Thông qua ý kiến của ba vị giám khảo và kết quả thi đấu 3 ngày, lần thi đấu mãn hán toàn tịch này, người chiến thắng chính là... Đợi đã, chúng tôi bên nông lâm nghiệp. Chúng tôi là người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Chúng tôi nhận được tin báo, nói ở đây có người ngược đãi động vật. Hơn nữa còn dùng động vật sách đỏ nấu ăn, không liên quan tới tôi. Tôi là người tuân thủ luật pháp. Não khỉ tôi nấu ra, thực ra là não dê. Ăn não dê đâu có phạm pháp. Nhưng đối thủ của tôi thì quá tàn nhẫn. Gõ chết con khỉ đang sống, sau đó chao dầu luôn. Bắt lấy hắn đi. Mọi người đều là nhân chứng. Ông chú, chúng tôi biết ông sẽ làm như vậy. Vì vậy không hề dùng tới não khỉ. Là người. Não khỉ nhân tạo. Coi nè. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thực ra não khỉ của chúng tôi là dùng đậu phụ làm ra, không phải não khỉ gì cả. Đường dao của tôi lại thêm phương pháp điều dị của Long sư phụ trở thành não khỉ ngày hôm nay. Chúng tôi chế biến đậu phụ cũng não gà, vịt trâu, gà lôi, chim cu, để đậu phụ hấp thu 5 loại hương vị đặc thù. Cuối cùng mới dùng thịt dừa xóa bỏ mùi của đậu phụ. Vì vậy mọi người liền tin là não khỉ thiệt. Thiên linh cái đậy não khỉ cũng là quả dừa thôi. Nếu không dùng não khỉ, vậy là gạt mọi người rồi. Nên phán bọn họ thua. Ông điên rồi, ông dùng não dê đó. Tôi cũng dùng não, ít nhất là hương vị tương tự. Tôi không dùng đậu phụ như mấy người. Ông bị điên rồi. Trật tự đi, mọi người trật tự. Đừng quên chúng ta có giám khảo nữa. Hai bên đều không dùng não khỉ, nhưng tay nghề đã vượt qua cảnh giới sắc hương ý dị hình. Vì vậy bản tính điểm cũng không có tác dụng. Tuy hai món ăn đều bất phân thắng bại, Liêu Kiệt Long Công Bảo tuy dùng đậu phụ làm ra hương vị não khỉ, bọn họ đã vượt qua cảnh giới làm bếp Supalasi. Chúng tôi luôn cho rằng nhân phẩm của Hoàng sư phụ là đúng nhất. Vì vậy mãn hán chiến thắng. Cảm ơn. Cuộc thi lần này chiến thắng là mãn hán. Chú Phong, San Francisco làm ăn thế nào? Rất tốt. Gia Huệ một mình ở trong bếp, giám sát cả đám đầu bếp có được hay không vậy? Mắt heo sữa của tôi có chưa? Đại tiểu thư, anh xin sang Canada có viết thư cho chị không? Không có, chắc là đang hưởng tuần trăng mật rồi. Thêm nước dùng chưa? Mau vớt lên đi, rửa sạch rồi nấu tiếp. Đại tiểu thư, đó là di cá, không phải tóc, dùng nước rửa đi là xong đâu. Ông làm cái gì vậy? Heo sữa đã làm xong chưa? Đại tiểu thư, pin vẫn chưa mua được. Mắt heo sữa kia đều không sáng. Cắm cái đèn cầy vào đi. Nhanh lên, mời ra bên ngoài. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gia Huệ, chúng ta đang bày tiệc cưới mà, không phải tiệc sinh nhật. Thắp đèn cầy cái gì, thiệt là. Cô gái, có cần tôi giúp gì không? Đương nhiên là cần. Giúp tôi một cao thủ nấu ăn đi. Tôi tìm cho cô một trợ thủ. Vivi, được rồi. Làm gì vậy? Đau đó. Trả cho tôi đi.
anh chưa đi Canada. Anh phát hiện em còn đẹp hơn Momo. Đau đó, được rồi. Thì ra mang tóc giả nóng như vậy. Người đi đâu hết rồi? Ly hôn nhanh vậy sao? Không kỳ lạ, kết hôn chớp nhoáng, ly hôn chớp nhoáng. Tình yêu chỉ là một trò chơi bình thường, không cần thiết như vậy đâu. Để tôi đấu cho, không cần. Để tôi nấu. Micro hạ xuống chút xíu đi. Nào mọi người, chúc mừng.